Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Time Be Single. Ở tuần trước thì mình có giới thiệu cho các bạn 5 mẫu đồng hồ có một thiết kế sang trọng độc lạ với mức giá từ 3 đến 7 triệu đồng. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục mang đến cho các bạn 5 mẫu đồng hồ nữa với mức giá dưới 3 triệu đồng để các bạn có thể tham khảo thêm cho nhu cầu của mình nhé. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video thôi. Đầu tiên là Casio LTP1303L 7BVDF với mức giá là 1.086.000 đồng. Nhắc tới đồng hồ đeo tay giá rẻ thì chúng ta không thể nào bỏ qua thương hiệu đình đám Casio. Đây là hãng đã tạo ra nhiều cỗ máy chất lượng phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của khách hàng ở mọi phân khúc. Mẫu đồng hồ với 3 kim được phủ lớp dạ quang màu trắng, chúng ta hoàn toàn có thể xem giờ ngay cả trong bóng tối. Mặt số được thiết kế theo dạng hình tròn truyền thống, một thiết kế cơ bản với các chữ số từ 1 đến 12. Nhưng điều đặc biệt là khi nhìn vào thì vẫn có một sức hút lạ thường. Chúng ta sẽ có đường kính mặt số là 30mm và dày khoảng 7,5mm. Phiên bản này thì có phần niềng và lớp vỏ bảo vệ mặt số được làm từ thép không gỉ. Nếu như bị chảy xước thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh bóng lại như mới luôn. Mặt kính là mineral crystal chống vỡ khi mà va chạm và đánh bóng dễ dàng khi bị xước. Về dây đồng hồ thì được hoàn thiện từ chất liệu da màu đen, bề mặt dập vân cá sấu. Đặc biệt chúng còn được phâu viền tăng độ chắc chắn và chúng ta hoàn toàn an tâm sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Mẫu đồng hồ này thì sử dụng máy quartz với pin là 2 năm. Nếu như đồng hồ được mua tại Hải Triều thì bạn sẽ được thay pin theo định kỳ miễn phí trọn đời. Chống nước là một trong những tính năng không thể nào thiếu của đồng hồ Casio. Chính vì vậy phiên bản này có thể chịu áp lực nước ở độ sâu 50m tương đương với 5 ATM. Điều này thì sẽ cho phép chúng ta có thể đi tắm này, đi mưa hay là nấu ăn, nhưng vì là dây da nên chúng ta vẫn cần hạn chế nhất có thể để không bị ẩm mốc nha. Song hành với sản phẩm này thì chúng ta còn có một phiên bản dành cho nam tên là MTP1303L7BVDF. Vậy là chúng ta có thể hâm nóng tình cảm bằng cách là tặng cho nửa kia của mình một kỷ vật lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của nhau với mức giá rất hợp lý rồi đúng không nào? Thứ hai là Casio LTP-V300D-7AUDF với mức giá là 1.629.000 đồng. Một phong cách thiết kế không quá hầm hố nhưng có một chút cá tính có lẽ sẽ ấn tượng đối với các nàng yêu thích sự mạnh mẽ này. Phần niềng thì được làm từ thép không gỉ 316L, mặt kính là mineral crystal. Các chi tiết ở phần mặt số màu trắng thì được thiết kế với 3 mặt đồng hồ phụ nằm ở khoảng 3, 6 và 9 giờ, 6 kim chỉ giờ, trong đó thì có 3 kim chính phủ lớp dạ quang và 3 kim phụ. Ngoài ra thì chúng ta còn có 4 phiên bản màu sắc khác để các bạn có thể lựa chọn, đó chính là xanh này, vàng hồng, hồng nhạt và đen với các chi tiết màu gold. Kích thước mặt số là 33,2mm, dày khoảng 8mm. Những con số này thì có lẽ là nó sẽ phù hợp với những cô gái có cổ tay từ 15cm trở lên. Dây đeo kim loại được chế tác theo kiểu oyster đặc sắc, ra mắt bởi hãng đồng hồ Rolex nổi tiếng, gồm 3 dải mắt xích, 2 dải ngoài cùng thì có kích thước bằng nhau đồng thời nhỏ hơn dải trung tâm. Trên phiên bản Casio này đây thì còn có thêm 2 đường kim loại điểm xuyến chạy dọc theo thân để cho thêm phần nữ tính. Đây là một chiếc đồng hồ quartz có chứng nhận Japan Move. Chúng ta có thể tìm thấy dòng chữ này ở vị trí 6 giờ trên mặt số. Tuổi thọ pin là 3 năm, một trong những loại bền nhất trên thị trường hiện nay, sai số khoảng 20 giây mỗi tháng. Chuyển chống nước là 3 ATM và với con số này thì các bạn nữ có thể rửa tay nhẹ dưới vòi nước hoặc là đi mưa trong hạt nhỏ chẳng hạn. Ngoài ra thì mặt đồng hồ còn có 3 ô hình tròn hiển thị lịch ngày, lịch thứ và 24 giờ, rõ ràng và tiện lợi, hỗ trợ việc tra cứu thông tin được dễ dàng hơn này, và thêm một núm vặn nằm ở bên phải mặt số để chúng ta có thể điều chỉnh sai số và lịch trong những ngày tháng mà không đủ 30 ngày. Mẫu đồng hồ thứ 3 là Fossil ES3793 với mức giá là 2.670.000 đồng. Đây là một phiên bản được đánh giá rất cao khi mà nó sở hữu cho mình một ngoại hình xứng đáng với mức giá mà bạn phải bỏ ra. Bắt kịp xu hướng thời trang, một vẻ đẹp nữ tính và vô cùng quyến rũ, sử dụng một tông màu sáng đã khiến cho mẫu đồng hồ này toát lên vẻ nổi bật cũng như là giúp tôn lên làn da của người đeo. Thật dễ dàng nhận ra điều này cùng với mặt số thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch với đường kính chỉ 36mm và độ dày là 7mm, sự kết hợp giữa chữ số La Mã cùng với những đường kẻ hài hòa. Fossil ES3793 còn được trang bị một khung viền được làm bằng thép không gỉ, phần dây da thì tông màu sáng dễ dàng phối đồ, sử dụng bộ máy quartz tuổi thọ thứ 2 đến 3 năm. Ở vị trí 6 giờ là ô lịch ngày, một vị trí rất là hợp lý mang lại sự cân bằng tinh tế trong thiết kế. Chúng ta sẽ có một tiêu chuẩn chống nước là 3 ATM, thật khó để có thể đòi hỏi được gì hơn ở một mẫu đồng hồ Mỹ có số tiền là hơn 2 triệu đồng, mang cho mình một phong cách cổ điển chúng ta có thể mang theo bên mình khi mà đi làm hay là đi dự tiệc đều được.
Ở vị trí thứ tư là Citizen L304187X với mức giá là 2.790.000 đồng. Citizen hy vọng họ có thể tạo nên một chiếc đồng hồ không chỉ là tốt trong việc hiển thị thời gian mà còn có tham vọng mong muốn tạo nên một chiếc vòng tay phụ kiện thời trang. Và để thực hiện điều này thì Citizen đã quyết định đính thêm các viên đá trên niềm của mẫu đồng hồ. Bên cạnh đó thì Citizen đã lựa chọn một tông màu hồng nhạt nữ tính và sang trọng cho phần mặt số bằng kính mineral crystal. Thiết kế mặt số cũng sinh động hơn với hai tầng khác biệt. Với tầng số đầu tiên thì Citizen đã lựa chọn một thiết kế khá đẹp mắt cho phần cọc số hiển thị giờ trên đồng hồ. Các chi tiết này thì đều có thiết kế thẳng và được dát mỏng tinh tế. Tầng số thứ hai chính là tâm của sản phẩm cùng với ba kim hiển thị giờ, phút, giây, dễ nhìn cùng thiết kế thời trang vô cùng bắt mắt. Ngoài việc trang bị đầy đủ ba kim hiển thị giờ, phút, giây thì Citizen cũng đã lựa chọn trang bị thêm dòng chữ Quartz, nhấn mạnh sự khác biệt trong bộ máy của sản phẩm này. Sử dụng dây kim loại mang lại khả năng chống nước tốt, hạn chế mồ hôi, phong cách có phần phù hợp với các sự kiện sang trọng, hứa hẹn sẽ là một mẫu đồng hồ đáng cân nhắc. Với số tiền dưới 3 triệu đồng thì bạn đã có ngay một chiếc đồng hồ đính đá, màu sắc bắt mắt, tính thời trang lại cao thì không thể nào mà bỏ qua. Và cuối cùng là Aran SSZ3-001-0 với mức giá là 2.810.000. Sự khác biệt của thương hiệu Aran khi mà so sánh với những thương hiệu đồng hồ thời trang dành cho phái đẹp khác, đó chính là sản phẩm không sở hữu vẻ ngoài quá thời trang. Thế nhưng mà về thời gian hoạt động thì có thể nói rằng những chiếc đồng hồ Aran hiện nay đang nằm trong top đầu. Mẫu đồng hồ nữ mình giới thiệu ngày hôm nay đã tạo nên một cơn sốt trong khoảng một thời gian. Với thiết kế nhỏ gọn thanh lịch hẳn sẽ phù hợp với các cô nàng trên 25 tuổi, với công việc ổn định mong muốn tìm cho mình một mẫu đồng hồ cho các dịp đi gặp đối tác hoặc là khách hàng. Đường kính mặt số là 30mm, bề dày là 9mm, một thiết kế nhỏ gọn tạo cảm giác thanh thoát. Mà đồng hồ không có quá nhiều chi tiết, Aran đã trang bị đầy đủ 12 cọc số hiển thị, 3 kim hiển thị giờ, phút, giây nhằm hỗ trợ bạn có thể xem thời gian chính xác hơn. Các chi tiết này đều được thiết kế bằng những đường nét thanh mảnh gọn gàng, từ đó mà các chuyển động của đồng hồ cũng sẽ tạo nên phần đẹp mắt hơn. Ngoài ra, ngay tại vị trí 3 giờ thì có tích hợp thêm một ô lịch hiển thị ngày. Vì sản phẩm được trang bị bộ máy Quartz hoạt động bằng pin nên đối với các cô nàng mong muốn bỏ túi cho mình một chiếc đồng hồ tiện ích thì phiên bản Aran đây chính là sự lựa chọn hàng đầu. Mặt kính đồng hồ được trang bị chất liệu mineral crystal, độ chịu lực tốt, độ trong chân thật, có thể sử dụng phương pháp đánh bóng. Dây đeo được làm bằng chất liệu kim loại. Điều tạo nên sự khác biệt của mẫu đồng hồ dây kim loại này đó chính là đây là dây demi với sự kết hợp từ tông màu vàng và bạc. Khi mà mang trên cổ tay thì sẽ mang đến vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp hơn. Vừa rồi là 5 mẫu đồng hồ có mức giá dưới 3 triệu đồng mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Tambi Singer nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.